Hello, xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem vlog của mình nha. Ủa thì nó kêu là đi đi, mọi người cứ đi đi thì con đi thôi. Hôm nay thì sẽ là một video khá là đặc biệt, tại vì hôm nay mình sẽ không kể cho mọi người nghe về câu chuyện cuộc sống của mình ở Trung Quốc, mà sẽ là chuyến đi Đà Lạt của mình với hai người bạn thân là Như và Huyền. Lạnh không? Tụi mình lên xe khá là sớm cho nên là tới Đà Lạt thì mới có 3-4 giờ sáng thôi à. Cho nên phải tìm một chỗ để nghỉ chân. Thì đây chính là một quán cà phê mà mình có thể nghỉ ngơi, có thể đi ngủ luôn á mọi người. Tại vì nó mở suốt 24/24 giờ luôn. Đây là không gian bên trong quán nè. Đúng với lại cái tên nó là Betty là bé tí. Thì quán đúng là kiểu một ngôi nhà nhỏ xinh, kiểu phong cách Bắc Âu quá, dễ thương lắm. Trời sáng rồi nên là tụi mình tranh thủ đánh răng rửa mặt rồi dẫn mọi người đi qua bên chỗ mà tụi mình ở nha. Nếu mà mọi người thấy thích quán này á thì có thể tới đây ha, có thể tìm tên quán ở trên Facebook, địa chỉ là số 7 Lê Thị Hồng Gấm á. Lâu lắm rồi mình mới có dịp quay lại Đà Lạt. Nhìn thấy khung cảnh này thấy cũng thân thương ghê. Tại vì cứ năm nào mình với lại hai bạn của mình cũng lên Đà Lạt hết trơn á. Đúng là thành phố hoa có khác, đến cái cột đèn giao thông cũng nở hoa luôn nè. Ta-da, tụi mình tới nơi rồi nè. Chỗ tụi mình ở tên là ngôi nhà đầy nắng. Chỗ này á thì nó cũng giống như kiểu homestay vậy á mọi người. Nhưng mà ở bên trong tiện nghi hơn là các kiểu homestay nhà gỗ thông thường. View của ngôi nhà này đẹp lắm luôn á. Nếu mà mọi người có thích thì có thể đặt phòng ở đây ở thử ha. Chỗ này á thì địa chỉ là số 37A đường Đặng Thái Thân. Vẫn chưa tới giờ nhận phòng cho nên tụi mình chỉ gửi vali lại rồi thuê xe máy để đi chơi nè. Địa điểm đầu tiên chính là đi ăn sáng ở quán xôi của cô này á, cô mở lâu năm lắm rồi mà mình thấy là ít khách du lịch biết tới chỗ này lắm, chỉ có người dân địa phương thôi à. Rồi cô cảm ơn nha. Cô mở sống. Không sao đâu, về tôi cũng tắt bớt rồi. Nhưng mà bạn mình nói là bây giờ thì cô đã nghỉ bán rồi, tại vì cô cũng lớn tuổi rồi á, cho nên mình không có chỉ cho mọi người chỗ này được. Hồi đó tụi mình lên đây tình cờ ở gần chỗ này cho nên là mới biết tới cô thôi đó. Cô thì hồi đó cô bán ở đường Dẹt Xin á. Ừ, mà về cái công làm mới nhiều. Bây giờ thì mời mọi người đi tới quán cà phê với tụi mình nha. Nhưng mà tôi sợ tạm nha bố nha. Ừ. Ta có đâu có thiếu những hình ảnh ghê gớm nha. Quán này thì tên là Lavender Túi Thương Nhớ.
chỗ này thì chắc mọi người phải lên Facebook để lấy cái định vị nha. Tiếng nhạc này là do quán mở mọi người. Cảm giác như là mình đang lạc vào xứ sở truyện tranh vậy đó. Thích ơi là thích luôn. Lúc này thì tụi mình đi qua bên chỗ gội đầu massage. Tụi mình đi Đà Lạt cũng nhiều lần quá rồi, mấy cái chỗ mà địa điểm đi chơi này kia thì cũng đi hết rồi, cho nên mỗi lần đi lên đây là bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, chỉ muốn kiểu mà đi chơi đi ăn nhẹ nhàng rồi tìm một chỗ khác để ngủ chứ không phải là ngủ ở nhà. Bây giờ thì mời mọi người cùng ăn món lẩu gà lá é cùng với tụi mình nha. Ăn món mặn xong rồi thì bây giờ mình phải đi ăn món ngọt ha. Mời mọi người cùng với tụi mình ăn kem bơ và kem trái cây nha. Thương Như với Huyền dễ sợ luôn. Mình lâu quá không chạy xe, với lại không có bằng lái nữa nên cũng không dám chạy. Thế là hai bạn thay nhau chở mình suốt chuyến đi này luôn. Đây là phòng tụi mình ở nè mọi người. Phòng này là phòng giường đôi hai người, nhưng mà chị chủ ghép thêm một giường nữa để cho tụi mình ở được ba người á. Mình với Như lên kế hoạch là sẽ làm cho Huyền bất ngờ để chúc mừng Huyền chuẩn bị lấy chồng. Ai ngờ đâu là hai bạn cũng tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho mình luôn. Trong phi vụ này bà Như đúng cực luôn á, phải lên kế hoạch với cả hai bên luôn. À mà bà còn là người đặt camera giấu kín nữa. Mà
Còn đây là thiệp cưới của Huyền nè, nhưng mà đám cưới qua lâu lắm rồi. Xa xa đằng kia là nhà thờ con gà á mọi người. Bây giờ thì mời mọi người cùng với tụi mình đi ăn bánh tráng nướng nha. Chỗ này thì nằm ở đường nhà chung. Nói chung đường này á mình thấy quán nào cũng ngon hết. Bánh tráng nướng chỉ là bữa xế thôi, còn bây giờ thì tụi mình mới đi ăn bữa tối nè. Đây là quán của idol tụi mình là anh Đỗ Messi á. Đây cũng là một trong những quán quen của tụi mình khi mà mỗi lần lên Đà Lạt nè. Địa chỉ quán là 304 Hai Bà Trưng, đêm nào cũng có ca nhạc hết á, mà mình có thể yêu cầu bài hát muốn nghe cho các bạn ca sĩ nữa đó mọi người. Đây là quang cảnh buổi tối chỗ mình ở nè. Quay phim lên á thì nhìn không có rõ, nhưng mà chụp hình lên thì đẹp lắm mọi người xem nè. Bây giờ thì là ngày thứ hai của chuyến đi này. Lúc này là tụi mình đang đi ăn bánh căn, mà không phải ở chỗ nhà chung đâu, mà đây là nằm ở đường Nguyễn An Ninh đó mọi người. Ở đây cô còn có bán bánh bột lọc với lại bánh giò nữa, cho nên là mình thích ăn lắm. Tên tên, mọi người nhìn chỗ này có quen không? Đây chính là Hồ Tuyền Lâm ở Đà Lạt đó. Lúc này là tụi mình đang trên đường tới một địa điểm tên là Suối Mơ, sẵn tiện thì ghé vào đây chụp hình. Tôi sẽ quay cảnh. Ở đây vẫn còn kiểu hoang sơ lắm, người ta cũng có để một số tiểu cảnh nhưng mà chỉ đặt một cái vài vật dụng để mà mình chụp hình thôi. Chứ ngoài ra thì không có đụng gì vào thiên nhiên hết, cho nên mình thấy cũng thích lắm. Mọi người có thể tìm tên Suối Mơ ở trên bản đồ rồi xem định vị ha. Tại vì mình cũng không có biết chính xác địa chỉ là gì hết trơn á. Sau khi chơi ở Suối Mơ xong thì tụi mình đi ăn trưa. Bữa nay thì tụi mình sẽ ăn món bún xì dầu, mà tên quán thì là Bấu Xì Dùn. Quán này thì có địa chỉ là lô H19, khu quy hoạch Phạm Hồng Thái, nhưng mà mình thấy ở Sài Gòn cũng có luôn á, ở đường An Dương Vương quận 5 á mọi người. Ăn xong thì tụi mình ra Hồ Xuân Hương, dạo quanh ở đây một chút rồi về đi ngủ trưa. Thank you.
Buổi chiều thì tụi mình tới một quán cà phê để ngắm hoàng hôn nè. Quán này thì có tên là tiệm cà phê nhà bên rừng. Ở tiệm còn có chú ý cho khách là có đạo chích bốn chân thì ra là hai em này. Trời ơi, hai em bồ câu đang hôn nhau nè mọi người. Nếu mọi người thích thì có thể lên Facebook để xem thử cái định vị ha. Tại vì ở đây nó là một con hẻm nằm ở trên đường Hùng Vương á. Mình cũng không biết diễn tả như thế nào. Nó dẫn đường cho tôi á. Nhanh không? Tôi tính mua dâu cho cô ăn á cô. À. Anh có bán hồng dâu 75. Cảm ơn mọi người thật nhiều vì đã xem hết video ngày hôm nay nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video tiếp theo. Bye bye!